Xin chào các em, thì hôm nay thầy tiếp tục cung cấp cho các em bài giảng về toán kinh tế. Cái bài hôm nay là về hệ phương trình tuyến tính. Còn của chương 2. Thì trước tiên là chúng ta nghiên cứu về cái định nghĩa hệ phương trình tuyến tính là một hệ gồm có m phương trình, n ẩn có dạng như sau. Thì trong cái hệ cái dạng một này thì em lưu ý là trong mỗi phương trình đó thì nó gồm có n cái ẩn số và n cái hệ số đứng trước cái ẩn số đó, và nó có thêm một cái hệ số tự do nằm bên phải. Thì em lưu ý là các cái ẩn số này nó ở dạng bậc nhất. Thì như vậy thì cái dạng thứ thứ nhất này nó gọi là dạng mà hệ phương trình tuyến tính, nó gồm có m phương trình và n ẩn. Thì tất cả các cái hệ số a z này nó gọi là hệ số của ẩn nè, rồi bi này gọi là hệ số tự do, và xz này là các cái ẩn số. Chúng ta xem cái ví dụ, đây là hệ phương trình tuyến tính. Và ở đây là các cái ẩn nó là x, y, z, và các cái hệ số của cái phương trình thứ nhất là 2, 3, trừ 5, và hệ số tự do của phương trình thứ nhất là 1, phương trình thứ hai là hệ số đó là 1, âm 1, 2, hệ số tự do là 2, phương trình thứ hai thứ ba là hệ số của nó là âm 1, 2, âm 1, và hệ số tự do là 3. Thế thì khi mà mình lấy mấy cái hệ số của ẩn nó tương ứng ra thì mình được một cái ma chặn, thì ma chặn này gọi là ma chặn hệ số luôn. Và cái ma chặn mà cái hệ số tự do mình lấy ra mình lập thành một ma chặn cột, thì cái này nó gọi là ma chặn hệ số tự do. Và cái ma cái lấy mấy cái ẩn mình xếp theo cột thì mình sẽ được một cái ma chặn gọi là ma chặn ẩn số. Như vậy thì từ cái hệ phương trình một mình có thể viết dưới dạng là một cái dạng ma chặn là dạng số 2, tức là ở đây là mình lấy cái ma chặn A này nhân cho ma chặn X nè. Ví dụ như chỗ này mình lấy cái dòng thứ nhất của ma chặn A nhân cho cái cột của ma chặn X thì nó ra là A11 X1 nè. Rồi A21 X2, A12 X2, rồi vân vân tới A1N XN, tất cả cái đó cộng lại nó sẽ bằng B1. Thì đây là cái dạng ma chặn của phương trình 1 là dạng 2. Ngoài ra thì các em cũng lưu ý, thì nếu mà mình lấy ma chặn A này mình ghép lớp với ma chặn B thì mình sẽ được ma chặn ghép lớp gọi là ma chặn hệ số mở rộng. Thì ví dụ như mình cái hệ phương trình lúc nãy đó là mình lấy cái ma chặn hệ số rồi nè. Ma chặn hệ số là 3 2 3 trừ 5 rồi 1 trừ 1 2 rồi trừ 1 2 trừ 1, rồi ma chặn cái ẩn số là cái cột x, y, z. Ma chặn hệ số tự do là 1, 2, 3. Và ma chặn hệ số mở rộng là mình ghép ma chặn A này với cái ma chặn hệ số tự do. Thì mình được cái đây là ma chặn hệ số mở rộng. Và cái dạng ma chặn của hệ phương trình này là ma chặn x A này nhân cho ma chặn x nó bằng ma chặn B. Nếu mình sang định nghĩa tiếp theo đó là hệ phương trình tuyến tính thường nhất là hệ phương trình mà các cái hệ số tự do nó đều bằng không hết. Nghiệm của hệ phương trình thì bây giờ mình cho hệ phương trình một, nếu mà mình có một cái bộ n số thực mà nó thỏa mãn tất cả các cái phương trình của hệ thì mình sẽ gọi cái bộ n số thực này là một một cái nghiệm của hệ phương trình. Và hai cái hệ phương trình mà nó có cùng cái số ẩn nó được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm. Và hệ phương trình thường nhất thì mình lưu ý là hệ phương trình thường nhất là luôn có cái nghiệm dạng 0 0 0, tức là nguyên cái bộ gồm n số 0 này chính là cái nghiệm của hệ phương trình thường nhất, và mình nói nó là một cái nghiệm tầm thường. Bây giờ mình lấy cái ví dụ, mình lấy cái hệ phương trình này thì bây giờ đó là mình thấy là cái bộ 1 3 2 này là cái nghiệm của cái hệ này.
Tại sao khi mình thấy x bằng 1, y bằng 3, z bằng 2 vô thì tất cả các phương trình này nó đều thỏa mãn. Thì giải hệ phương trình này bằng cách là mình bấm máy tính rồi các em biết rồi. Thì mình lưu ý hai cái dạng của hệ phương trình tuyến tính, đó là cái dạng tam giác. Hệ phương trình dạng tam giác là hệ phương trình như thế này. Thì khi mà mình viết cái dạng hệ phương trình tam giác thì các cái hệ số A11, A22, nhân dân ANN này nó phải khác không. Thì cái ma trận của hệ phương trình tam giác là ma trận tam giác trên như thế này. Thì từ ma trận của hệ phương trình tam giác mình có các cái bước để mà giải hệ phương trình tam giác. Tức là đầu tiên đó là từ phương trình cuối này nè, mình tính ra được cái x n, đúng không? Đây, từ phương trình cuối này mình tính ra được cái x n. Cụ thể đây là x n nó sẽ bằng bm chia cho a n n. Cái mình thế lên cái phương trình thứ n trừ trừ 1 này. Thế lên cái phương trình thứ n trừ 1 này. Đó. Mình tính được cái x n trừ 1 và vân vân. Mình thế dài lên. Sau n bước thì mình sẽ tính được cái x từ x1 đến x n. Và mình kết luận nghiệm của hệ. Về cái hệ phương trình hình thang là hệ gồm có R phương trình N ẩn như thế này. Bây giờ thì em lưu ý là cái ẩn từ x1 đến xR thì nó sẽ có cái dạng tam giác này. Đấy, từ từ cái ẩn xR cộng 1 trở về sau đó thì nó có dạng chữ nhật. Mình sẽ chuyển tất cả những cái số hạng mà nó chứa các cái ẩn từ xR cộng 1 qua phía phía bên bên phải. Không? Như vậy thì mình sẽ trở về cái dạng giống như cái hệ phương trình tam giác, và mình có thể tính cái từ cái x1 đến xR theo n trừ r ẩn còn lại. Thì như vậy thì cái hệ này nó sẽ có vô số nghiệm phụ thuộc vào n trừ r tham số. Thế mình đi nghiên cứu về cái điều kiện để mà cái hệ phương trình nó có nghiệm đó. Thì bây giờ mà một cái hệ phương trình tuyến tính dạng một như thế này, nó có ma trận hệ số mở rộng là ma trận A ngang, thì mình có một cái định lý gọi là định lý Kolmogorov đó. Hệ phương trình này có nghiệm khi và chỉ khi hạng của ma trận A bằng hạng của ma trận A ngang. Thì khi mà học cái định lý này thì chúng ta lưu ý là ba trường hợp. Nếu mà hạng của A nó khác hạng của A ngang thì cái hệ phương trình vô nghiệm. Nếu hạng của A bằng hạng của A ngang bằng n thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Còn nếu hạng của A mà bằng hạng của A ngang mà bằng r nhỏ hơn n thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc n trừ r tham số. Chỗ này là mình ghi thêm cái chữ tham số rồi. Trong cái giải hệ phương trình đó thì mình lưu ý ba phép biến đổi tương đương hệ phương trình. Phép thứ nhất là chẳng hạn như phép thứ nhất này là mình ở đây là mình đổi hai phương trình cho nhau nè, rồi nhân một phương trình cho một số khác không, rồi cộng theo từng vế một phương trình khác đã nhân với một hệ số. Đấy, thì bây giờ cái ba phép biến đổi tương đương hệ phương trình này nó sẽ cho ra một cái hệ tương đương với hệ phương trình đã cho. Thấy không? Chẳng hạn như ở đây nè. Tôi lấy ví dụ gồm có một cái hệ phương trình để chẳng hạn là x cộng y bằng 2 và x trừ y bằng 0. Đấy. Thường là khi mà mình cộng vào từng vế của phương trình khác sau khi đã nhân với một số, tức là mình làm theo biến đổi thứ ba này mình được phương trình tương đương. Tức là ở đây tôi sẽ lấy cái phương trình thứ hai tôi cộng với phương trình thứ nhất thì đây tôi được 2x bằng 2 và phương trình thứ thứ hai tôi giữ lại. Đấy, thì cái bước thứ biến đổi thứ ba này nó chính là như thế này. Đó.
Rồi bây giờ tôi sẽ lấy hai vế của phương trình thứ nhất, tôi nhân cho 1/2, nhân cho 1/2 tức là ở đây tôi sẽ được x bằng 1. Đấy. Rồi cái phương trình ở dưới hai thứ hai này tôi giữ nguyên. Thì đến đây thì tôi lại tiếp tục là lấy cái phương trình thứ nhất thì hiển nhiên là tôi giữ nguyên nè. Rồi cái phương trình thứ hai này á, là tôi lấy phương trình thứ nhất là tôi nhân cho trừ 1 rồi tôi cộng xuống phương trình thứ hai thì tôi được là 0 trừ y bằng trừ 1. Vậy là trừ y bằng trừ 1 thì có nghĩa là y bằng 1, mà chỗ này tôi sẽ nhân hai vế phương trình thứ hai tiếp tục cho trừ 1 nữa thì tôi sẽ được là gì? X bằng 1 và y bằng 1. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng ba cái phép biến đổi tương đương như thế này để mà sử dụng ba biến đổi tương đương này để giải hai phương trình. Tuy nhiên mà người ta nhận thấy là khi mà mình biến đổi tương đương ba phép biến đổi tương đương như trên hệ phương trình như thế thì nó sẽ có dẫn đến là các cái ma trận hệ số của hệ phương trình nó sẽ biến đổi theo. Chẳng hạn lúc nãy chúng ta có x cộng y bằng 2 nè. Đó, rồi x trừ y bằng 0. Thì cái ma trận hệ số của nó là 1 1 2 1 trừ 1 0 như thế này. Thế bây giờ cái bước thứ nhất là mình sẽ lấy cái khi mà biến đổi cái này là biến đổi hệ số, biến đổi ma trận thôi. Là mình sẽ lấy cái dòng thứ nhất mình nhân cho trừ 1 cộng xuống dòng thứ hai thì chỗ này. Cái này mình giữ cái dòng dòng thứ 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 nhất lại nha. Đó, dòng thứ hai thì nếu mà lấy dòng thứ nhất mình nhân cho trừ 1 cộng xuống cái dòng thứ hai thì chỗ này không. Rồi, chỗ này là trừ 2. Trừ 2. Thì tới đây á, thì mình lại tiếp tục lấy cái dòng thứ thứ hai này nhân cho trừ 1/2 thì nó lại ra thế này. Đúng chưa? Đấy, nó ra thế này. Và bây giờ mình lại tiếp tục mình lấy cái dòng thứ hai này nè, mình nhân cho âm 1. Chỗ này là nhân cho âm 1 và cộng lên dòng thứ nhất thì chỗ này là 1, chỗ này là 0. Chỗ này là nhiêu? 1. Rồi cái dòng thứ hai ghi ghi lại. Đấy, thì mình từ cái ma trận cuối này đó mình thấy nó chính là ma trận hệ số của cái gì? Của cái hệ phương trình tương ứng là x bằng 1 và y bằng 1. Vậy thì mình thì bằng cái cách mà mình biến đổi tương đương hệ phương trình thì mình cũng giải ra cái nghiệm này, và một cách là mình biến đổi tương ứng cái dùng phép biến đổi cái ma trận hệ số tương ứng của nó thì mình vẫn vẫn được cái nghiệm như thế này. Thì như vậy thì thay vì mình sử dụng phép biến đổi tương đương hệ phương trình theo ba phép 1 2 3 này, mình sẽ dùng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng 1 phẩy 2 phẩy 3 phẩy này trên ma trận hệ số mở rộng a ngang. Thì cuối cùng mình cũng giải được hệ phương trình. Thì cái phương pháp này người ta gọi là cái phương pháp Gauss-Jordan. Thì cái cách để mà giải hệ phương trình đó thì mình sẽ dùng cái phép biến đổi tương đương để đưa hệ phương trình về dạng tam giác. Và cái cách này cũng chính là cái cách mà mình đưa ma trận hệ số mở rộng nó về dạng ma trận bậc thang. Thì khi mà đưa về như vậy đó, thì nếu mà cái hệ phương trình nó tương đương với một cái hệ phương trình dạng tam giác thì hãy có nghiệm duy nhất. Nếu mà nó tương đương với hệ phương trình dạng hình thang thì nó sẽ có vô số nghiệm phụ thuộc n trừ r tham số. Và nếu mà nó tương đương với một cái hệ phương trình mà nó có dạng vế trái là 0 0 0 còn vế phải là bằng bm khác 0 thì hệ phương trình vô nghiệm. Và cách giải hệ phương trình thường đó là mình sẽ giải bằng cách là mình dùng phương pháp khử Gauss. Là mình từ cái ma trận hệ số mở rộng nè, mình dùng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng nó, mình đưa nó về ma trận bậc thang dòng. Thì ma trận bậc thang dòng này nó sẽ rơi vào một trong ba dạng này. Cái dạng tương ứng này nó sẽ tương ứng với cái hệ phương trình mà nó có hệ phương trình mà nó có dạng tam giác nè. Cái này là dạng tam giác của hệ phương trình nè. Còn cái này là dạng hình thang. Không?
À, và cuối cùng là cái dạng này cũng dạng hình thang mà nó có dư cái chữ B khác không ở này thì hãy vô nghiệm. Cái trường hợp mà nếu mà nó có dạng tam giác hoặc là cái dạng hình 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 thang đó, thì nếu mà nó có dạng hình thang thì mình sẽ chuyển các cái ẩn từ R cộng 1 sang bên phải, lúc nãy tôi nói rồi, rồi mình tính các cái nghiệm còn lại theo các cái tính các cái ẩn còn lại theo cái ẩn mà mình chuyển qua bên phải, thì mình sẽ tìm được cái nghiệm tổng quát của nó. Còn trường hợp mà hãy có nghiệm duy nhất thì mình cũng tính lần lượt xn xn trừ 1 x 1 rồi mình kết luận nghiệm của hệ. Bây giờ tôi lấy ví dụ là cái hệ phương trình tuyến tính như thế này, hệ phương trình tuyến tính thế này, bây giờ mình xét ra hệ có nghiệm hay không. Thì thứ nhất là mình sẽ viết cái ma trận hệ số mở rộng của nó dạng như thế này. Bây giờ đấy. À, bước biến đổi thứ nhất là ở đây là mình đổi cái dòng 1, đổi cái dòng 1 với cái dòng số 3 cho nha. Thì mình sẽ được cái ma trận thứ hai. Từ ma trận thứ hai này mình sẽ nhân cái dòng thứ nhất này cho trừ 1 và mình cộng xuống cái dòng thứ hai. Rồi nhân cho trừ 3 cộng xuống cái dòng thứ ba. Và nhân cái dòng thứ nhất cho trừ 12 cộng xuống cái dòng thứ thứ tư thì mình sẽ được cái ma trận này. Cái ma trận thứ ba này đó là mình lại tiếp tục lấy cái dòng thứ hai này, lấy cái dòng thứ hai này nhân cho trừ 2 cộng xuống cái dòng thứ ba và nhân cho trừ 7, nhân cái dòng thứ hai là cho trừ 7 và cộng xuống cái dòng thứ tư thì cuối cùng mình sẽ được cái ma trận như thế này. Đó. Ma trận cuối này mình sẽ đẩy cái dòng có số 20 này lên trên, rồi ma trận này xuống đây, cái số 0 xuống đây, hai cái dòng này mình đổi cho nhau. Hai dòng đổi cho nhau. Thì mình sẽ được một cái ma trận dạng bậc thang. Thì nếu mà mình nhìn hết tất cả các cái cột bên đây, nó chính là ma trận tương đương với ma trận A ngang, thì nó sẽ có 3 dòng khác không, cho nên hạng của A này nó bằng 3. Hạng của A nó bằng 3. Còn nếu như mà mình bỏ cái cột cuối đi, bỏ cái cột này đi, bây giờ chúng ta sẽ xóa đi cái cột này, xóa đi cái cột này. Thì bây giờ em nhìn vô bốn cái cột đầu thôi, bốn cái cột đầu thôi, thì mình trong bốn cột đầu thấy chỉ có hai cột, hai cái dòng đầu tiên là khác không thôi, cho nên hạng của ma trận A là bằng 2 này. Hai khác ba cho nên hệ phương trình vô nghiệm. À, bây giờ mình xét cái ví dụ tiếp theo giải hệ phương trình này. Cái này là x x1 cộng 2 x2 cộng 3 x3 cộng 4 x4 bằng 28. Rồi 3 x1 trừ 3 x2 trừ x3 cộng 2 x4 bằng 19/2 nhân dân. Đấy, thì ở đây là thầy lấy ra cái ma trận hệ số của hệ phương trình rồi nè, ma trận hệ số mở rộng. Thì bước biến đổi tiếp, bước đổi đầu tiên là mình sẽ lấy cái dòng thứ nhất này nhân cho cái trừ 3. Chỗ này mình nhân cho trừ 3 cộng chỗ này là không, không? Chỗ này nhân cho trừ 3 nè, là trừ trừ 6, trừ 6 trừ 3 là trừ 9. Đúng chưa? Rồi chỗ này là nhân trừ 3 là trừ 9, trừ 9 trừ 1 là trừ 10. Trừ 3 nhân 4 là trừ 12, trừ 12 cộng 2 là trừ 10. Rồi 28 mà nhân cho trừ 3 thì lúc này mình tính tính nhẩm hết được rồi, mình lấy máy tính rồi mình bấm. Máy tính rồi. Thì chỗ này 28 nè, 28 nhân cho trừ 3. Rồi mình cộng xuống cái phần tử tương ứng ở dưới đây là 19/2. 19/2. Thì nó ra được là 149 âm 149/2, tức là 74,5 âm 74,5. Rồi tương tự như vậy thì cái dòng thứ thứ ba chỗ này mình biến đổi bằng cách là lấy dòng thứ nhất và nhân cho âm 5 cộng xuống cái dòng thứ ba thì chỗ này là không. Không. Này là 9 5 5 nhân cho 5 5 nhân 2 là 10, trừ 10 cộng cộng 1 là trừ 9 này. 5 nhân 3 15, 15 trừ trừ 15 cộng 2 còn trừ 13. 5 nhân 4 20, 20 âm 20 mà
cộng 5 rồi âm 15. Rồi chỗ này là số lớn thì mình bấm máy tính rồi. 28 rồi nhân cho âm 5 rồi cộng lại cho nhiêu? 69 phần 2. 69 phần 2. Thì nó ra là âm 120 200 âm 105,5. Rồi tương tự như vậy thì mình cũng biến đổi bằng cách là mình lấy dòng thứ nhất này mình nhân cho trừ 8 cộng xuống cái dòng thứ thứ tư thì mình sẽ được cái dòng thứ tư của ma trận biến đổi bên này. Thế từ cái ma trận biến đổi thứ hai này mình sẽ biến đổi sang ma trận thứ ba bằng cách là lấy cái dòng thứ hai này nè. Em nhân cho trừ 1, em cộng xuống tất cả cái dòng dưới đây thì em được ma trận thứ ba. Đấy. Và từ cái ma trận thứ ba này đó là mình lại tiếp tục lấy cái dòng thứ ba này mình nhân cho trừ 4 và cộng xuống cái dòng thứ tư này thì mình sẽ được ma trận thứ tư này. Thì từ cái ma trận thứ tư này đó là mình lại lấy cái dòng cuối này nè, mình nhân cho trừ 1 phần 5, tức là mình chia cho trừ 5 đó thì nó ra được cái này. Thì nó ra được cái này thì em thấy rõ ràng là chỗ này đó là vị trí của x4. Nếu mà mình nhân vô ma trận hệ số ma trận ẩn số thì chỗ này là 0x1 cộng 0x2 cộng 0x3 cộng x4 bằng 5. Như vậy thì x4 bằng 5. Đúng không? Từ cái ma trận cuối này mình thấy là hạng của ma trận A bằng hạng của ma trận A ngang bằng 4 nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Và cũng từ ma trận cuối này mình sẽ suy ra được một cái hệ phương trình tương đương với cái hệ đã cho. Đúng không? Thì cái phương trình thứ nhất là 1 x1 cộng 2x2 cộng 3x3 cộng 4x4 bằng 28. Phương trình thứ hai là trừ x3 trừ trừ x2 trừ 10 trừ 9x2 trừ 10x3 trừ 10x4 bằng trừ 74,5. Trừ 9x2 trừ 10x3 là trừ 10x4 bằng trừ 74,5. Còn cái phương trình thứ ba là bằng trừ x3 trừ 5x4 rồi trừ bằng trừ 31, trừ 31. Phương trình thứ tư là x4 bằng 5. Đấy, bây giờ mình thấy x4 bằng 5 mình thế lên trên đây thì 5 nhân 5 là 25, chuyển qua là cộng 25 trừ 31 cộng 25, trừ 31 cộng 25 là bằng trừ 6 không? Trừ 6, trừ 6 mà chia trừ 3 bằng 2. Vậy thì cái x3 nó bằng 2 nè. Triển khai qua. Triển khai qua thì ở đây em thấy là cái trừ trừ 3x3 bằng trừ 31 cộng 25. Tức là cái này nó bằng trừ 6. Vậy thì x3 nó bằng trừ 2. Thì có x3 rồi có x4 mình thế lên trên đây thì mình được là trừ 9x2 nó bằng 10x3 mà x3 bằng bằng 2, x3 bằng 2, x3 bằng 2. X3 bằng 2 vậy thì đây là 10x3 là 20. 10 nhân 2 là 20. Còn x4 là bằng 5, như 5 nhân 10 là 50, chuyển giới qua là 50 đúng không? 50. Rồi trừ cho 74,5. Thì cái này trừ ra thì nó còn là trừ 4,5, mà trừ 4,5 chia trừ 9 bằng 1,2. Tương tự như vậy thì mình sẽ thế cái x1, x2, x3, x4 vô cái phương trình thứ nhất là mình sẽ tìm được cái x1. Vậy là được nghiệm duy nhất. Thế là tiếp theo là chúng ta xem cái hệ phương trình như thế này. Giải hệ phương trình tuyến tính như thế này. Thì từ cái hệ phương trình này đó là mình sẽ lập được cái ma trận hệ số. Thì cái ma trận hệ số này mình thấy là cái dòng đầu đó là cái hệ số đầu tiên nó bằng 3 nên hơi khó xử lý. Thì mình sẽ đổi hai dòng cho nhau. Dòng 1 cho dòng dòng 2. Đổi hai dòng cho nhau. Và tiếp tục mình lấy dòng 1 rồi mình nhân cho âm 3 cộng xuống dòng 2, nhân cho âm 1 cộng xuống dòng 3, nhân cho âm 12 cộng xuống dòng 4 thì mình sẽ được cái ma trận thứ ba này. Và tương tự như vậy thì từ cái ma trận thứ ba này mình lại lấy cái dòng thứ hai này nhân cho âm 1 cộng xuống dòng 2, nhân cho âm 5 cộng xuống xuống dòng 4
nhân dòng 2 nhân cho âm 1 cộng dòng 3 ha. Rồi nhân cho âm 5 cộng xuống cái dòng thứ tư thì mình sẽ được cái ma trận cuối cùng như thế này. Thì ở đây mình nếu mà mình bỏ đi cái cột cuối thì mình thấy nó có hai dòng khác không, vậy thì hạng của A bằng 2. Hạng của A ngang cũng bằng 2. Như vậy thì rõ ràng là cái này là cái hệ phương trình nó có vô số nghiệm phụ thuộc hai tham số. Đấy, bây giờ từ ở đây mình triển khai thành là một cái hệ phương trình tương ứng rồi đó. Thì lúc này nó còn có hai phương trình nè, tại mấy phương trình ở dưới bằng không hết rồi. Vậy thì mình sẽ đẩy cái x3 x4 qua bên phải. Thấy không? Mình sẽ tính cái x1 x2 theo x3 x4. Thì chỗ này là khi mà em đẩy qua bên phải thì chỗ này nó sẽ được là cái gì? 14 trừ 14 trừ 5x3 trừ 5x3. À, trừ 5x3 rồi cộng cho 10x4 bằng 2x2. Đúng chưa? Đấy. Thì khi mình đẩy qua thì nó sẽ như thế này. Thì bây giờ cái x2 là mình chia hai vế cho 2 thì mình sẽ được cái x2 này. 2x2 bằng trừ 14 trừ 5x3 rồi cộng cho 10x4 thì chị chuyển vế và đổi dấu. Bây giờ mình chia hai vế cho 2 thì mình sẽ suy ra được x2 như thế này. Đấy. Có x2 thế này rồi chỗ này mình sẽ thế lên đây. Mình sẽ tìm x1 từ cái phương trình thứ nhất nè. X2 thì cái x1 của mình nó sẽ bằng cái gì? X1 nó bằng x2 cộng cho 2x3 trừ vô 4x4 cộng 5. Đấy là mình thế cái x2 bằng cái số này vô. Tức là lúc này nó sẽ bằng gì? Trừ 7 trừ 5 phần 2 x3 cộng 5x4. Rồi bây giờ lại cộng thêm x2 hai lần x3 này nữa, cộng cho hai lần x3 nữa. Đúng không? Rồi mới cộng trừ cho 4 lần x4. 4 lần x4. Rồi cộng cho 5. Thì cái mình thấy cái trừ 7 này nè, trừ 7 này nè cộng cho 5 là nó bằng trừ 2. Đúng chưa? Rồi bây giờ là trừ 5 phần 2 x3 mà cộng cho 2 x3 thì còn trừ 1 phần 2 x3. Còn 5 x4 mà trừ cho 4 x4 thì còn 1 x4. Cho nên là chỗ này đó thì mình sẽ tính được cái x1 theo x3 x4, x2 cũng theo x3 x4. Và sau đó là mình lại tiếp tục mình sẽ đặt cái x3 bằng tham số A, x4 là tham số B. AB thuộc R thì mình sẽ tìm tìm được cái nghiệm tổng quát của hệ phương trình đã cho. À, tiếp theo là mình nói về cái hệ phương trình Gramer. Thì hệ phương trình Gramer là một cái hệ phương trình nó gồm có n phương trình và n ẩn, tức là số phương trình nó phải bằng số ẩn và đồng thời cái định thức của cái ma trận hệ số nó phải khác không. Thì cái hệ phương trình này được gọi là hệ phương trình Gramer. Thì để giải hệ phương trình Gramer đó, thầy lấy ví dụ ở đây là ví dụ về phương trình Gramer nè. Thì em thấy ở đây là cái ma trận hệ số của nó là 2 âm 3 1 4 và tính định thức của nó ra âm ra 11 và khác không. Vậy thì đây là hệ phương trình Gramer. Và hệ phương trình Gramer thì mình đưa cái hệ phương trình Gramer về dạng ma trận thì ở đây là ma trận khả nghịch. Tại sao? Tại vì A là cái định thức nó khác không nên A khả nghịch. Mà A khả nghịch thì khi đó mình nhân về phía bên phải. Cái này là phía bên phải, cái này là chữ phải nha, chữ phải mới được. Phải mà thiếu 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 dấu y, phía bên phải nhân về phía bên phải hai vế của phương trình cho a trừ 1 thì mình sẽ được ma trận x. Thì cái chỗ này có nghĩa là mình đã tìm được cái ma trận x, tức là tìm được cái nghiệm của nó. Còn cái cách thứ hai đó là mình giải bằng cái bây giờ tôi lấy ví dụ về cách giải bằng cái phương pháp ma trận, tức là cái ma trận hệ số nè, rồi mình chặn x nè, ma trận hệ số tự do nè. Vậy thì cái dạng ma trận của hệ phương trình là dạng này. Bây giờ mình tìm ma trận nghịch đảo của A, ma trận nghịch đảo của A tôi bấm máy tôi tìm ra được cái loại này. Sau đó là tôi lấy cái ma trận A nghịch đảo này tôi nhân cho cái ma trận B này thì tôi ra được cái ma trận x. Lúc này x nó sẽ bằng là bằng gì? 1,5 với trừ 0,5. Trừ 0,5. Đây, tôi xin sửa lại chỗ này.
Thì cái chỗ này là em lưu ý là cái này là trừ 0,5. Trừ 0,5. Lúc nãy tôi có cái chỗ nào nhân về bên phải, cái chỗ này là chữ phải. Đấy, như vậy thì ở đây thì tôi sẽ có là cái này là cái ví dụ về giải hai phương trình bằng phương pháp ma trận nghịch đảo. Phương trình Rame mới giải được. Thì bây giờ còn một cái cách giải khác nữa rồi là giải hệ phương trình Rame bằng cái phương pháp Rame hay còn gọi là quy tắc Rame. Thì bây giờ đó là mình sẽ tính tính cái định thức của ma trận A là mình đặt là D. Bây giờ các cái định thức DI bằng cách là mình thay cột thứ y của định thức D bằng các cột hệ số tự do, mình sẽ được D1, D2 đến DN. Và khi đó cái nghiệm của hệ là từ là x1 bằng D1 chia D, x2 bằng D2 chia D, vân vân, xn bằng xdn chia D. Tôi lấy ví dụ. Trong cái hệ phương trình này á, thì mình tính cái định thức D ra nó bằng là -11, định thức D này. 3 4 2 -1. Này là -3, này là -8 mà trừ nhau là -11. Bây giờ cái dx tức là cái cột thứ nhất, cái cột chứa hệ số x đó mình sẽ thay bằng cái cột hệ số tự do nè. Nè, bây giờ cái cột chứa x của mình là nó đầu là nó nằm đây nè, cột chứa x nè. Chứa x nằm đây nè. Bây giờ mình sẽ thay cái cột này bằng cái cột hệ số tự do là cột này. Thì mình sẽ được cái ma trận dx, cái định thức dx đây này. Dx này mình tính bằng âm 19 này. Còn DI có nghĩa là ở đây mình sẽ thay cái cột mà nó có cái cột mà cái hệ số theo y đó bằng cái cột hệ số tự do là cái này, và mình tính định thức này tiếp mình được ra 28. Vậy thì mình tìm được cái nghiệm của hệ là như thế này.